Tình hình bầu cử tại thành phố San Jose. Tin vui, người Việt có nhiều hy vọng chiếm lại ghế nghị viên khu vực 7. Mùa bầu cử 2022 rủ nhau đi bầu thật đông. Vì cộng đồng rất cần có đại diện người Việt trong hội đồng thành phố San Jose. Cách đây vài năm, một không khí thất vọng chán chường khi người Việt không còn nghị viên nào đại diện cho hội đồng thành phố San Jose, nơi thành phố tự hào là có đông người Việt cư ngụ nhất tại hải ngoại. Sau thời gian chờ đợi, nay mới có cơ hội hy vọng đạt vươn lên. Sau cuộc bầu cử thất bại ê chề đó, tạo ra một khoảng trống to lớn, thua thiệt so với mọi sắc dân khác. Trong hội đồng thành phố, cộng đồng người Việt tại đây đã bị loại ra khỏi trò chơi quyền lực. Như người Mỹ có câu, chỉ có những người được ngồi vào bàn ăn mới có khẩu phần, còn đứng ngoài thì chỉ có quyền đứng nhìn thèm chảy nước miếng mà thôi. Đúng như thế, không một quyền lợi nào rót vào cộng đồng từ khi vắng người đại diện. Tất cả mọi chương trình ích lợi cho người Việt, dù đã có ngân quỹ, đều bị ngừng trệ. Stop. Từ tiếp tục kiến thiết đường truyền thống Việt, tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ, an ninh cho các cơ sở thương mại Việt Nam, tất cả chỉ là hứa suông bánh vẽ qua gần 4 năm nay. Với tổng số từ trên 11% đến hơn 12% dân số, với thành tích từ vài chục năm trước, cuối thập niên 80-90, người Việt đã biến khu Center Truly Story trước chỉ là đồng quan trồng cây mận, cây táo cằn cỗi thành những khu thương mại sầm uất, chưa kể một đao thao chết như có phép lạ sống lại. Để tòa thị chính khang trang 18 tầng thành phố được mọc lên tại đây cũng có bàn tay góp công xây dựng rất lớn của người Việt, đã xây trên các khu thương mại Việt Nam như có phở anh đào, có văn phòng dịch vụ của người Việt. Người Việt đã bỏ công trồng cây, bón phân, tưới nước, giờ có quả ngọt thì lại không được ăn. Đây thật là một bài học cay đắng, cần phải học nếu muốn tương lai tốt đẹp hơn cho người Việt Nam trong thành phố này. Có một thời khá huy hoàng, nay còn đâu. Không thấy nữa những niềm vui, cảm giác vỡ hòa vui mừng khi thành phố chính thức công nhận khu lý đô Sài Gòn, nghị quyết Cờ Vàng, đến những lễ hội chợ Tết, kỷ niệm đầy màu sắc tại khu Lion. Ảnh hưởng của cộng đồng người Việt lúc đó rất lớn mạnh, đóng góp vào sự hưng thịnh của một thành phố được xếp hạng thứ 10 trong những thành phố lớn nhất, đông dân nhất của Hoa Kỳ. Người Việt có mặt khắp nơi, sinh hoạt cộng đồng khởi sắc đâu cũng có, đến nỗi ứng cử viên nào cũng mặc khăn đóng áo dài, tập nói vài câu tiếng Việt kính chào quý vị để hốt được số phiếu người Việt mới hy vọng đắc cử. Người Việt thành công trên mọi phương diện, lãnh vực giàu có, đóng thuế đáng kể nhất so với mọi sắc dân, nhưng lại đau xót, thua thiệt vì hiện nay lại không có được một người hiện diện ở trong hội đồng thành phố. Sau cuộc bầu cử vào tháng 1, San Jose nếu có hơn 12% cư dân là người Việt, không còn thành viên hội đồng đại diện, khiến các nhà thiện chí hoạt động cộng đồng mang nhiều cảm xúc buồn bã, thất vọng. Tất cả xem đó là một mất mát, thiệt hại to lớn. Trong khi ít người khác lạc quan hơn là thua keo này bày keo khác. Sắp sửa tháng 11 tới đây thôi, đợi chờ mòn mỏi, giờ thì hy vọng đã vươn lên. Ông Jim, một nhà hoạt động cộng đồng sắc dân bạn người Nhật, nhận xét: thua thiệt quá, chính quyền địa phương nên bao gồm các sắc dân, nhất là đại diện phải có người Việt Nam, hơn 12% dân số mà. Rồi những luật lệ chống lại sự bất bình đẳng, đặc biệt là quyền cho người già và người nhập cư người Việt mới, hầu hết xa lạ, trở ngại ngôn ngữ, ai đại diện quyền lợi cho họ đấy? Ông nói tiếp, nên cuộc bầu cử tháng 11 tới đây sẽ tốt hơn nhiều cho cả thành phố nếu hội đồng thành phố có một người nào đó từ cộng đồng Việt Nam đắc cử vào hội đồng để cân bằng cán cân quyền lực. Bất lợi thứ nhất, không có đại diện cần tiếp xúc chính quyền thành phố thì bị giới hạn bởi rào cản ngôn ngữ. Henry Nguyễn đã nộp đơn xin hàng chục khoản tài trợ để giữ cho quán cà phê của mình tên là A Coffee để tồn tại được trong thời gian kinh tế khó khăn ảnh hưởng đại dịch Covid-19, đặt tâm sự: ngay cả khi là một người nói tiếng Anh lưu loát với bằng đại học như tôi vẫn phải vật lộn để hoàn thành các đơn xin tài trợ, rất tốn thời gian, cần sự hiểu biết, cần sự giúp đỡ. Anh cho biết thêm, quá khó khăn như thế nào đối với những chủ doanh nghiệp Việt Nam, tôi người đọc như tôi chỉ còn thấy khó khăn, không hiểu hết. Thử hỏi thế hệ đầu tiên, cha chú của chúng tôi thì đành bó tay, không có khả năng tranh đấu quyền lợi, nên có người đại diện thì là một sự giúp đỡ lớn.
cần bất cứ chuyện gì, thông tin gì, giải thích qua tiếng mẹ đẻ thì ai cũng hiểu. Nhìn ra vấn đề, nhân viên thành phố đã cố gắng lấp đầy khoảng trống thiếu sót này, nhưng đành bỏ tay. Ông David, giám đốc chính sách chuyển ngữ tiếng Việt của quận hạt, trong đó có thành phố San Jose, cho biết văn phòng nhận được rất nhiều cuộc gọi từ những cư dân Việt Nam trong vùng đang tìm kiếm nguồn kinh doanh, an sinh, y tế, giáo dục và nhà ở, vân vân, nhưng đành bó tay vì cộng đồng người Việt không có ai đại diện ở trong hội đồng thành phố để lên tiếng nói binh vực những quyền lợi này. Sẽ rất vui nếu có một người gốc Việt ở trong hội đồng, hoàn toàn có thể nếu cộng đồng người Việt đoàn kết, quyết tâm tham gia vào cuộc bầu cử tháng 11 này. Rất cần thiết vì có thể phá các rào cản về ngôn ngữ và văn hóa, vì không ai hiểu nhu cầu cần thiết của người Việt hơn là người Việt cả. Nhà lãnh đạo này biết rõ cộng đồng cần gì, đại diện người Việt Nam có thể giúp tạo ra chính sách bảo tồn các giá trị văn hóa như gia đình, giáo dục, trẻ em và quyền sở hữu doanh nghiệp, vân vân, có lợi cho người Việt. Hầu như các nhà lãnh đạo người Mỹ hoặc từ gốc sĩ dân khác tại địa phương hiện nay không có, không cần nhận thức rõ các lễ kỷ niệm văn hóa quan trọng của người Việt như Tết Nguyên Đán, Tết Trung Thu, Dỗ Tổ Hùng Vương, vân vân. Trong khi đó, các sĩ dân khác có ngày kỷ niệm của họ, ngày văn hóa Mễ, ngày độc lập Mễ, hội hoa anh đào người Nhật, vân vân. Chưa kể là họ có những trung tâm văn hóa riêng biệt do thành phố tài trợ. Cộng đồng người Việt ở đây gần nửa thế kỷ, một trong những cộng đồng lớn mạnh thì lại không. Vấn đề cấp bách cần thiết nhất, cùng nhau phấn đấu cổ động đi bầu để có đại diện lãnh đạo người Việt Nam năm 2022. Các nhà xung phong thiện chí hoạt động cộng đồng đang nỗ lực vận động tối đa để lấy lại cái ghế ở trong hội đồng thành phố, nơi duy nhất cuộc bầu cử năm nay tại là khu vực 7. Họ đang có những chương trình vận động đồng hương Việt tham gia bầu cử thật đông, nhắc nhở lá phiếu là sức mạnh của cộng đồng, phương tiện con đường duy nhất, không còn có cách nào khác. Người Việt vẫn chưa ý thức đúng mức về sinh hoạt chính trị trong một đất nước tự do dân chủ. Chính vì thế, họ không giữ được cái chiếc ghế quyền lực dù là nhỏ nhất được dài lâu. Lịch sử của đại diện Việt Nam tại San Jose rất ngắn, thay đổi liên tục. Đó là một phát biểu của ông Phan Nguyễn. Trong báo cáo của tờ báo Tiêu Điểm San Jose trước đây về quyền lực của lá phiếu Việt Nam, chuyên gia chính trị Terry Christensen cho biết ưu điểm cư dân gốc Việt ở San Jose thường được bình chọn là đoàn kết rất mạnh mẽ, kết thành một khối cũng như bê tông cốt sắt, nhưng lại có sự khác biệt trồng sụp. Mỗi kỳ bầu cử, khi có một ứng cử viên Việt tranh cử thì họ lại tham gia đi bầu với số đông bất ngờ, tạo con số kỷ lục ấn tượng. Khi dân số Việt Nam tăng lên, nhiều ứng cử viên Việt đủ tiêu chuẩn đã ra tranh cử và đã từng thắng cử nhiều lần. Năm nay có 2 người và cựu đại quý chữa lửa biên đoàn là người chiến thắng ở trong vòng tranh chức nghị viên khu vực 7. Có đại diện người Việt là quan trọng vì một số lý do. Một là nó phá vỡ chuẩn mực, tạo sự cân bằng, công bằng để thể hiện và xác nhận rằng những người từ các cộng đồng khác nhau, xuất thân khác nhau có đủ điều kiện để phục vụ trong các vai trò quyết định trong thành phố đa sắc dân này. Nó cũng bảo đảm rằng cộng đồng Việt phải được hiểu rõ hơn và được phục vụ tốt hơn trong những thời điểm khó khăn mà họ đang gặp phải qua nhiều năm và hiện nay. Những nhu cầu đó, quyền lợi hơn 12% dân số Việt trong thành phố, họ có quyền được hưởng và chắc chắn rằng họ không bị lãng quên. Vài nét về anh biên đoàn ứng cử viên người Việt tranh chức nghị viên khu vực 7. Anh là đội trưởng đội cứu hỏa San Jose trên cả hơn hàng chục năm. Biên đoàn hy vọng sẽ mang lại một luồng gió mới cho quận 7, nhất là cho cộng đồng Việt Nam trong thành phố. Đoàn cho biết nếu đắc cử, mục tiêu của anh là giải quyết tình trạng vô gia cư, ngăn ngừa tội phạm và giảm những chi phí sinh hoạt ngày càng tăng cao trong khu vực. Anh nói, với tư cách là đội trưởng cứu hỏa, tôi phục vụ San Jose ngày đêm để giúp mọi người được an toàn và khỏe mạnh. Tôi chưa bao giờ tranh cử trước đây và tôi không phải một chính trị gia chuyên nghiệp. Tôi chỉ có ý tưởng phục vụ cần thiết là phải vào tòa thị chính thành phố để khôi phục lại tiếng nói của người dân quận 7. Anh Đoàn tuổi vẫn còn trẻ, vóc dáng nhanh nhẹn, thiện chí, phục vụ trong mọi sinh hoạt cộng đồng. Thời gian gần đây, thấy anh có mặt nhiều nơi. Ngoài là muốn giải quyết kiếm nhà ở cho những người vô gia cư, anh cũng muốn khôi phục lại các cấp nhân sự tại sở cảnh sát San Jose và kêu gọi giảm thuế trong thành phố.
anh đã từng lãnh đạo một cuộc phản đối trong quá trình tái phân chia khu vực năm ngoái để ngăn chặn âm mưu chính trị về sự tăng cao ảnh hưởng những phiếu gốc Á về Việt Nam tại San Jose. Anh đã tham gia nhiều cuộc biểu tình chống Cộng sản Việt Nam khắp vùng vịnh. Đoàn, một lính cứu hỏa trong gần 3 thập kỷ, là đội trưởng đội cứu hỏa người Mỹ gốc Việt đầu tiên ở San Jose, anh cũng là chủ tịch của nhân viên thành phố người Mỹ gốc Việt và là thành viên hội đồng quản trị của Liên minh Phụ nữ người Mỹ gốc Á. Thành tích phục vụ các sát dân bền bỉ trong thành phố của anh đáng nể phục. Đoàn xác định tòa thị chính đã không làm việc, bỏ bê người dân quận 7, bầu cho Đoàn đi. Và tháng 11 tới đây, Đoàn sẽ nộp tiếng nói mạnh mẽ tranh đấu cho người dân quận 7, cho cộng đồng Việt Nam. Về điều cần nhớ, ngày bầu cử là ngày thứ ba 8 tháng 11 năm 2022, các phòng phiếu mở cửa từ 7 giờ sáng đến 8 giờ tối. Bầu bằng thư đóng dấu bưu điện trước ngày 24 tháng 10 năm 2022, hoặc quý vị có thể tùy theo điều kiện đăng ký và bỏ phiếu tại văn phòng bầu cử quận của quý vị sau thời hạn đăng ký cử tri là 15 ngày. Phải đến nơi muộn nhất là ngày 1 tháng 11 năm 2022, phiếu bầu cá nhân tự nộp phải được nộp trước thời điểm đóng cửa của các phòng phiếu vào ngày 8 tháng 11 năm 2022. Phiếu bầu được gửi qua thư phải được đóng dấu bưu điện vào hoặc trước ngày 8 tháng 11 năm 2022 và được nhận bởi văn phòng bầu cử quận của quý vị không muộn hơn ngày 15 tháng 11 năm 2022. Tết ngày thứ ba 8 tháng 11 tới đây, trên 120.000 người Việt tại San Jose đừng quên dùng sức mạnh của lá phiếu của mình, cơ hội hiếm có xoay chuyển thời cuộc để mang về phúc lợi cho cộng đồng Việt nói chung, cho cá nhân gia đình mình nói riêng. Cho dù không cần thiết phải hộ cho ai, cứ rủ nhau đi bầu thật đông, vì lá phiếu là tiếng nói, lá phiếu là sức mạnh trong quốc gia sinh hoạt dân chủ. Không đi bầu, cộng đồng dù có đông đến mấy cũng chỉ là con số không, cũng không có quyền lợi gì, bởi vì chúng ta đã bị gạt ra khỏi cuộc chơi. Nhớ lại câu nhắc nhở ngày xưa, rủ nhau đi thật đông, bầu đúng cử xứng, vì quyền lợi cộng đồng. Một người thì không thể, nhưng với sự đồng lòng của tất cả chúng ta thì chắc chắn có thể. Những ngày qua, trong những cuộc họp cộng đồng nói lên quyết tâm này, thật đáng mừng, mong lắm thay, kính quý anh chị. Cùng nhau góp tay đưa được một người Việt vào được thành phố San Jose, ích lợi thiết thực nhất cho cộng đồng khi có người Việt bước vào dòng chính. Mong quý anh chị cùng thấy rõ vấn đề, tiếp tay vận động. Chẳng ai thương mình hơn mình, hơn người Việt mình cả. Có như thế mới hy vọng thành công. Rất quý mến, chân thành cảm tạ Hội trưởng Hội truyền thông người Việt Bắc Cali đã viết, ông nhà báo Lê Văn Hải.